Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bài thuốc, đó là bài đào hồng tứ vật thang, hay các bạn thường hay gọi là bài tứ vật đào hồng, nhưng mà tên chuẩn của nó là sẽ là bài đào hồng tứ vật thang. Thì trong bài này cấu tạo thì nó gồm có 6 vị, thì nó từ cái bài tứ vật thang ra thêm vị hồng hoa và đào nhân. Thì trong bài này thứ nhất là gồm có thuộc địa. Thì đây vị thuộc địa chúng ta phải cửu xưng cửu sái. Các bạn chú ý, nếu trong cái bài này mà các bạn mà dùng cái thuộc địa không tốt ấy, thì cái tác dụng điều trị của chúng ta sẽ giảm rất là nhiều, và là còn tăng cái tỷ lệ bệnh, tăng cái bệnh nặng thêm. Thì cái vị thuộc địa này thì trong nhóm bổ âm thì nó có tác dụng là tư dưỡng bổ âm, đặc biệt là bổ chân thận và bổ huyết. Vị thứ hai là vị đương quy. Vị đương quy trong nhóm bổ huyết nó có vị ngọt cay, và chính vị cay đấy nên là nó có cái tác dụng hành rất là tốt, nó quy tất cả, tức là nó phân tán ra toàn thân rất tuyệt vời. Thì hai cái vị này, thuộc địa và đương quy ấy, thì nó phối hợp với nhau trở thành chủ dược là chuyên về loại tư âm bổ huyết. Vị tiếp theo là vị bạch thược. Vị bạch thược cũng là trong cái nhóm bổ huyết, có tác dụng là nhu can dưỡng huyết rất là tốt, nó dùng trong những cái trường hợp là nó làm nhu nhuận mạch, giúp cho huyết lưu hành. Tiếp theo là vị xuyên khung. Vị xuyên khung thì như các bạn biết là tính vị của xuyên khung là cay, có mùi đặc trưng. Thì xuyên khung nó có tác dụng là phân tán đi toàn thân, nó có tác dụng là hoạt huyết hành ứ trệ rất là tốt. Đặc biệt là cái giá trị của xuyên khung là các cái chứng đau đầu chúng ta dùng. Ngoài ra thì chúng ta có gia giảm thêm, đó chính là vị, đây là vị hồng hoa, các bạn chú ý nhé. Trên thị trường thì các bạn để ý là hồng hoa giảm rất là nhiều, nên các bạn cần phải chọn lựa cho cẩn thận. Vị tiếp theo là vị đào nhân. Thì hai vị này nó có tác dụng là phá huyết hành ứ, nó khử cái ứ đọng và sinh ra cái mới mẻ, thế nên là nó thay cũ đổi mới về huyết dịch rất là tốt. Thì toàn bộ cái bài này của chúng ta thì có công dụng là dưỡng huyết, hoạt huyết và thay đổi cái huyết cũ sinh ra huyết mới cực là tốt. Thì ứng dụng trong cái điều trị của cái bệnh của cái bài bài đào hồng tứ vật thang này thì trọng tâm là điều trị các bệnh về phụ nữ, các bệnh mà liên quan đến ứ huyết, thì trong đó có ví dụ như chứng bế kinh, chứng thống kinh hoặc rong kinh, kinh nguyệt không đều, đặc biệt là những chị em nào mà đến cái thời kỳ có kinh ấy, mà xảy ra cái hiện tượng như là kinh vón cục có màu màu thẫm, vón thành cục hoặc màu tím chẳng hạn đấy, các bạn chú ý màu tím đặc trưng, thì chúng ta dùng bài này rất là tốt. Cái thứ hai nữa là ứng dụng trong điều trị các chấn thương. Ví dụ chúng ta va chạm chấn thương thì chúng ta dựa vào nền tảng của cái bài đào hồng tứ vật thang này, chúng ta ra thêm các vị như các cái vị như là lợi tiểu, mộc thông chẳng hạn, thì chúng ta cũng giúp cho cái giảm sưng lề và nhanh liền xương rất là tốt. Đấy là toàn bộ cái kiến thức về cái bài đào hồng tứ vật thang mình chia sẻ cho mọi người. Chúc các bạn ứng dụng thành công. Chào các bạn.